Hiện tại mình đang ở cửa hàng vàng bạc Nguyễn Tùng thôi nhé, ở thị trấn Yên Thế. Thì mình đây, hôm trước mình có mua mài được một viên sao, thì sao 12 carat, 13K45. Viên đá này là một viên sao thiên nhiên của Lục Yên Yên Bái, tự nhiên thiên nhiên 100%. Mình sẽ kết hợp với một phôi trước nhẫn, phôi nhẫn là phôi nhẫn bạc, bạc ta bạc chuẩn nhé, mẫu rất đẹp này. Cái này mình đặt là ngôi sao luôn các bác nhé, ngôi sao sapphire. Còn một chiếc form nhẫn, nhẫn nam, mình đặt viên đá này lên này. Đây là viên cái sáp này thì đã được hoàn thiện đúc kết lên rồi mọi người nhé, giờ chỉ gọt thôi. Đây đang dự tính là như thế này, đây chỉ cài những viên đá trắng này và gọt cho những đầu nhọn này gọn gàng một chút nữa là sẽ hoàn thiện. Tư vấn là để đánh giới Hiếu này, anh thợ làm vàng bạc. Đây, hôm trước mình nhờ anh Tuấn anh làm cho mình cái mặt dây đá bách kim vàng khá đẹp. Thì hôm nay mình nhờ anh làm một chiếc nhẫn một sao phía sau nữa. Thì mọi người yên tâm về chất lượng nhé, đây là những bạc mình đợi anh làm rất nhiều đây. Thì mình quay chia sẻ cho bác một đoạn này. Đây là những của khách hàng này, đây là những chiếc nhẫn đã được các anh làm mài gọt sửa đẹp rồi. Nói chung là mỗi người một công việc, mình cắt đá mài đá thì cũng tỉ mỉ ra như vậy. Làm nghề vàng bạc này thì nói chung cũng tỉ mỉ. Và các bác đây mình quay chương trình này, cái này là gọi là gì? Nạo à? Đang nạo đá nhé mọi người, nạo vàng, nạo để nó mịn, mịn khối đẹp. Cũng như mình mài đá đấy, bỏ lên đĩa đi cho đá viên đá đẹp nó mịn. Nói chung nhiều công đoạn lắm. Nói chung là hết nạo này thì đã gắn đá. Nói chung nhớ nhiều công đoạn. Đánh bóng. Đây là những mặt của khách làm xong rồi kìa. Để đánh mặt dây nam, mặt lắc hoặc đồng hồ đây. Một mặt này. Mặt này khá đẹp này. Nói chung nhiều mẫu lắm. Mọi người yên tâm về mẫu mã để lên đồ. Đây là những ổ nhẫn nam, đây là các anh đúc sẵn với mọi người nhé, đúc sẵn rồi. Chỉ về tìm những viên đá là phù hợp những mẫu đẹp như này thì các anh sẽ gắn lên và gắn viên đá vào. Không nhiều. Nói chung là dụng cụ ở đây cũng rất nhiều đấy, máy móc. Nói chung để làm vàng, những dụng cụ làm vàng này rất nhiều đồ nhá mọi người nhá. Đây mình quay chia sẻ một cái bàn làm việc của các anh thợ cờ Kim Hoàng hay như nào. Đi tay này, chỉnh nhẫn này, cưa này. Mình thì không chuyên nhưng mà mình biết sơ sơ thôi. Đây là những mũi nhọn để khoan này, cân ra này, chổi để quét này, rũa này, chúng rất nhiều. Tính sơ sơ là tầm khoảng 200 phụ kiện. Như thế mà thôi, mình quay chia sẻ một chút thôi các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho mình. Anh Tuấn này, anh vừa đánh bóng và lấy cho mình. Mình sẽ quay chia sẻ tiếp cho các bác xem. Cảm ơn các bạn nhé. Rồi mình di chuyển này, mình ra mình quay cho các bác xem. Anh em về, cảm ơn nhé, anh đi về đây. À, em sao em ơi?
đây là video viên đá mình đã hoàn thiện xong nhé mọi người. Viên đá trọng lượng là 13K45, lên một chiếc nhẫn bạc ta rất đẹp, mẫu nhẫn ngôi sao may mắn, ngôi sao sapphire, đặt tên này là ngôi sao sapphire, mẫu nhẫn rất đẹp. Mình chọn một mẫu nhẫn ly tay là ly tay 22, mình đánh chiếc nhẫn này 22 để cho mọi người đeo. Đây, mình quay chia sẻ đây. Ở hai bên là có những đá gắn đá trắng, mẫu rất đẹp, ngôi sao sapphire. Đây là bác Nam đeo lên rất là sang tay. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho mình, số điện thoại, Facebook, Zalo mình có ghi bên góc bên tay phải trên của mọi người. Mình báo giá luôn viên đá này, cả nhẫn nhé, cả nhẫn cả bạc ta, chiếc nhẫn này là 2 triệu, chỉ có 2 triệu, mọi người bỏ ra 2 triệu thôi. Mọi người đã sử dụng một chiếc nhẫn nam sapphire sao đẹp, mẫu đẹp rất to. Em quay chia sẻ này. Đeo lên tay cho mọi người xem thử nhé. Rất đẹp. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn mọi người những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.